là su khi hôn túc, nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sa bề he thi ma ya đi sa ya sa ta a ve ra su khi hôn túc, nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sa bề sa ta a ve ra hôn túc su khi ta hôn túc nít kha hôn túc Abhya Pacha Hồn Túc Ani Kha Hồn Túc Đi Kha Yuka Hồn Túc Aruga Hồn Túc Sampati Hisambichan Túc Sukhi Atanang Parihara Túc Dukha Pata Chani Dukha Phaya Pata Chani Phaya Soka Pata Chani Soka Hồn Túc Sabbe Vipanino Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹn lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Tam mô Bụt thời nhé, con đã xong một phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được cho sự lễ bái tam bảo, và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiền quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng nhân cả thảy. Bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam. Đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, con kính nhường mic tại cho sư để bắt đầu phần chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt thời á, nam mô thần mài á, nam mô sanh khai á. Nam mô Bụt thời á, nam mô thần mài á, nam mô sanh khai á. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 109. Mà trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt hồ ma hê si ở rằng tất thải các tổ lô có tâm mồ tháp bát ca rù hít chệt thất vô lô ca sa sa thải cho nên đầm ma cù quý đồ quanh đà ma hành tầng na ra cù cho này giác tầng như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chân tôi thần giáo chủ trí năng vô lượng. Từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần, con xin đã lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ với ta sát sát thu nô lô ca nắm hành tha sát quy nà ca rô cô sát bà nhu bút thấp và thí phù thí sanh nhá tù hoành đà má hành tầng ná ra phù cha này giác tầng. Pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt mạng, vô minh, pha tan, làm đặc chúng sinh, để những Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Hoàng, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sang khô, quý sư thô, sư khách tác, sát xà, quát cô, sát xà, sư tà mô, quát đá thầm, má sát xà cô, nín đà, bá sang xà, đi án hà, đá rù, quá rù, hoành đà, má hành tầng, ná rá phù. Cái này giác gần, tăng bảo trên văn Phật là tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm, nhân ai bị, con xin đại lễ tăng hy. Đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát thế giá tê chê nát sức thà mê ê tu quá thanh năng tát xà bí à nú phà huê nát xá hát xà dê nát sức thà tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt thầy,
Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 109 ha. À, quý vị nhìn lên màn hình ha. Apiwa dana si lisa, apiwa dana si lisa, apiwa dana si lisa. Câu số 2. Nicchang buddha bhaja yino, nicchang buddha bhaja yino, nít chẳng bút thà bá chà giết ngộ. Chúng ta ôn lại câu 1 câu 2. Api hoa đa na si lê sa nít chẳng bút thà bá chà giết ngộ. Api hoa đa na si lê sa nít chẳng bút thà bá chà giết ngộ. Api hoa đa na si lê sa nít chẳng bút thà bá chà di nô. Câu 3, câu 4. Chát tà rô thầm mà quát thành tí, chát tà rô thầm mà quát thành tí, chát tà rô thầm mà quát thành tí. Và câu cuối cùng. A du quan nô su khăn bát lăng, A du quan nô su khăn bát lăng, A du quan nô su khăn bát lăng. Ôn lại câu 3, câu 4. Chát ta rô thầm ma quát thành ti a du quan nô su khăn ba lăng, chát ta rô thầm ma quát thành ti a du quan nô su khăn ba lăng, chát ta rô thầm ma quát thành ti a du quan nô su khăn ba lăng. Bây giờ chúng ta ôn lại ha. Chưa gì hết sức mới ta đưa tay rồi. Aphiwa dana si lesani chẳng bút thà bát chà di nô chát ta rô tham ma quát thành ti a du quan nô su khăn ba lăng. Aphiwa dana si lesani chẳng bút thà bát chà di nô chát ta rô tham ma quát thành ti a du quan nô su khăn ba lăng. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai. Aphiwa dana si lesani chẳng bút thà bát chà di nô chát ta rô tham ma quát thành ti a du quan nô su khăn ba lăng. Api hoa đa na si lê sa ni chẳng bút thà ba cha di nô chát ta rô tham ma quát thành ti a du quan nô su khăn ba lăng. Đó là giọng kinh ha. Rồi bây giờ giọng kệ. Giọng kệ chúng ta cố gắng đọc bằng hai câu ha. Bởi vì một câu tám từ thì cũng dễ chứ không khó. Aphiwa da na silesa ni jambutha bhaja yino cattaro tham ma quát thành tỷ a du quan nô su khăn ba lăng. A phi hoa đa na si lê sa nên chẳng u tha ma cha di nô cha ta rô tham ma quát thành tỷ a du quan nô
su khang ba lang abhiwada na silesa ni chăng vô tha ba chai di nô cha ta rô tham ma vô thân ti na yu văn nô su khang ba lang. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Mấy ngày này Tết nhất rồi, nói chuyện biết rồi cái tiếng cũng khang ha, khang tiếng, quý vị thông cảm ha. À, đọc kinh thì còn tương đối giọng kệ chứ không giống ai. Thôi quý vị kệ dùm nha. Mời Sĩ Mê Ta Sĩ Kem. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Còn quý vị khác có nghe được âm thanh rõ không? Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể quý anh chị em đã có mặt trong đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc trước câu pháp cú 109. Aphi wa dana si lit sa nat chang wut tha ba cha yi no chat ta ro tham ma wat than ti a yu wan no su khang ba lang. Dạ, con xin phân tích. Aphi là hai đoạn âm, wa trường âm thông thường, đá ná là hai đoạn âm, si trường âm thông thường, lít trường âm nhấn, xá đoạn âm, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhấn, tha trường âm đọc theo giọng trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Aphi wa dana si lit sa nit chăng wut tha ba cha yi no chát trường âm nhấn, ta trường ta rô hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, quát thanh hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, a trường âm thông thường, vú đoạn âm, quanh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm và lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chát ta rô tham ma quát thanh ti a du anh nô xú khăn ba lăng. Và con xin đọc lại hết bài. A phi hòa đa na si lít sa nít chăng quýt tha ba cha di nô chát ta rô tham ma quát thanh. Dạ sao giờ đâu mất bài rồi, dạ bị cái nick của Ngài Phật Giáo Nam Truyền che cái màn hình của con, giờ đen thui không thấy chữ nghĩa gì hết Ngài ơi. Dạ xin Ngài chỉnh giùm con, cái con hết thấy chữ rồi. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của mẹ ta không? Dạ, xin cô Nhật Quỳnh nói với Ngài, coi cái nick của Ngài Phật Giáo Nam Truyền nó che hết màn hình của mẹ ta rồi, mẹ ta không còn thấy chữ nữa, không thấy bài học nữa. Dạ. Bây giờ nó còn có phân nữa à Ngài ơi. Thôi con
con xin đọc lại, con kéo kéo con đọc lại đi. Chắc ngài đi nghỉ ngơi rồi, ngài không nghe rồi. Dạ con xin đọc lại. Avi wa dana si lit sa nit chang wut tha ba cha di no chat ta ro tham ma wat than ti a yu wan no su khang ba lang. Avi wa dana si lit sa nit chang wat tha ba cha di no chat ta ro tham ma quát thành ti a du anh no su khang ba lăng. Thường tôn trọng kính lệ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con phải kéo khó khăn lắm con mới đọc được. Dạ. Dạ con xin kể ạ. À, phi wa da na si lit sa nit chang wut tha ba cha yi no chat ta ro tham ma wat than ti a yu an no su khang ba lăng. Dạ con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài Tỳ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp, chắc có lẽ là cô Kim ạ. Con kính mời cô Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Đầu năm mới vô học, cô Meta bị trục trặc kỹ thuật rồi. Vậy nguyên năm chắc bị trục trặc nhiều lắm á. Cho đó tình gì đâu nha, đừng nghe tôi nói nha. Cô đi ra, cô đi vô lại dễ hơn. Còn thôi á, là cô mỗi lần vô cô biên một miếng giấy cái bài giống vậy á, trong tờ giấy riêng, nó có làm gì làm, cô nhìn vô tờ giấy cô đọc là xong chuyện. Cái đó là dễ nhất đó. Lại thấy chưa, cô tự tắt màn hình cho nó ra. Nhắc rồi bấm cái gì nó lộn tùm lum. Đi ra đi vô lại là dễ nhất à. À, quý vị nghe tôi rõ không? Một người, hai người nghe rõ. Còn mấy người kia đang Tết đi chơi nghe cũng còn mùng, bữa nay mùng 4, mùng, hết mùng rồi tới màng. văn nhật hà, có nghe rõ không? Chỉ có hai người nghe rõ, còn mấy người kia có nghe rõ không vậy trời? Có cả đây đang nghe mà, xạo sự mày. Chỉ mấy người nào vô học kinh pháp cú này kia mới vô thôi, chứ ai mà vô mà nghe cái này. Người ta nghe Bali Pai Nai, cái gì đá banh Olympic gì đó, chứ nghe gì cái này nghe phải có, phải có sự tu tập nhiều đời nhiều trước cũng vô nghe được, chứ không phải ai vô nghe cũng được nè. Vậy là bốn người có hạnh kê này, nghe rõ nữa. Vậy tốt rồi, bốn người nghe rõ ha. Đầu năm trả bài cho nó vui vẻ suôn sẻ nha. À, con xin trả bài kinh pháp cú số 109. Apiwa danasi lesanichang vutha pacha yino chattago thamma vatthan ti ayuwanno sukhang ba lang. Apiwa danasi lesanichang vutha pacha yino chattago thamma vat thành ti a du hoành nô su khăn ba lăng. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Facebook kìa, cô đọc hay nhé. Không, Facebook Twitter đã chạm nó từ lâu rồi, từ ngày nó chạm ông Trump ta chạm nó rồi, không có vô gì nữa hết. Mà thường cô không dùng Facebook Twitter nhiều đâu, không có thời giờ. Ba chuyện cũng chưa bao giờ để hình của cô vô trong đó, chỉ vô có công chuyện đọc về mấy cái Phật giáo thôi. Ok. À, về trở lại tới đâu rồi? À, phân tích câu số 1, câu số 2. Á thí hai đoạn âm qua trường âm thông thường
đá ná hai đoạn âm si trường âm thông lít trường âm nhắn xá đoạn âm. Câu số 2, nít trường âm nhắn chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút trường âm nhắn, tha trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Apiwa danasi lissamit chang vút tha bá cha dí nô chắc ta gô thầm ma quắc thần tí à dư quanh nô xuất khăn ba lăng. À, mỗi lần bị chán là phải tắt nguồn rồi mới vô được. Api hòa đa na si lít sa nít chẳng vút thà ba chà di nô chắc tà gồ thầm mà quắc thành tí à dư quanh nô xuất khăn ba lăng. Phân tích câu số 3, chắc trường âm nhắn tà gồ hai trường âm thông thường, thầm trường âm nhắn, mà trường âm thông thường, quắc thành hai trường âm nhắn, tí đoạn âm. Phân tích câu cuốn cùi và câu cuối cùng, a trường âm thông thường, vú đoạn âm, quanh trường âm nhắn, nô trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo một ruồi, không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thấy một ruồi là mê. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Chắc ta rô thầm mà quách thành tí à dư quanh nô xuất khăn ba lần. A phi hòa đa na si lít sa nít chẳng vút thà ba chà dí nô chắc ta rô thầm mà quách thành tí à dư quanh nô xuất khăn ba lần. Đọc thì đủ ha, có cần đọc thêm một chút nữa không ha? Thôi đọc một lần đi, cho chắc ăn ha. Apiwa danasi lissanichang vuttha bacha yo chak ta ro thamma vach thanh ti a yu wanh no sukhang ba lần. Rồi, bây giờ ca kể. Apiwa danasi lissanichang vuttha bacha yino chặt ta rô thấm ma quắc thanh ti à du quanh nô su khăn ba lăng à phi qua đa na si lịch xa nịch chăng vuông tha ba cha di nô chặt chặt ta rô thấm ma quắc thanh ti à du quanh nô su khăn ba lăng a pi wa da na si lít sa nịt chăng vuốt tha ba cha di nô chạc ta rô thấm ma quắc thanh ti a du quanh nô su khăn ba lăng. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu Kinh Pháp Cú 109. Sư mấy bữa rày Tết, ngày tư, ngày Tết, sư đón khách nhiều quá, sư đi kiếm nước trà, sư uống rồi, không có dòm đâu. Nhưng mà chắc ổng có để ổng nghe, ổng nung chùm thò thôi quý vị. Quý vị đọc cẩn thận nha, đừng tưởng bở nha. Ngồi vô, alo, 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 xích này, xích kia, chờ chút nha. Đi, 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 đi. Chết chứ ổng đầu năm bị ổng phê là chết luôn đó. Là nguyên một năm xui xẻo luôn. Thấy không? Sư đâu có cho bông hoa gì đâu. Trùm so rồi. Lục lum rồi. Dạ quý vị ơi, nhưng mà nói vậy quý vị có thấy tôi đọc sai cái gì không? Quý vị cho biết nha. Và dạ, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa. Nội con mình cô Mít Trà vỗ tay vỗ chân đó. Chiếc lá mùa xuân này sao bôn cái bông hồng, không thấy vỗ tay vỗ chân gì hết. Nhưng mà thôi, có còn hơn không ha. Cảm ơn quý vị nha. Chúc quý vị vui vẻ nha, trả bài nha. Mời quý vị kế tiếp nghe. Dạ con xin lãnh lễ sư Chí Đức. Con xin
Lại quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 109. Afi wa danasi lisanit chang wuttha baccha yino chattaro thamma watthanti ayuwando sukhang ba lăng. Afi wa danasi lisanit chang wuttha baccha yino. Á phí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, á ná hai đoạn âm, si trường âm thông thường, lis trường âm nhấn, xá đoạn âm, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Afi wa danasi lisanit chang wuttha baccha yino chattaro thamma watthanti ayuwando sukhang ba lăng. Chat là trường âm nhấn, ta ro hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, watthang là hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, a trường âm thông thường, chú đoạn âm, quanh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chát ta rô thăm ma quách thăm tí a du hoành nô xú khăn bá lăng. Con xin đọc câu 1, câu 2. Con xin đọc lại câu toàn bộ. Afi wa danasi lisanit chang wuttha baccha yino chattaro thamma watthanti ayuwanno sukhang ba lăng. Afi wa danasi lisanit chang wuttha baccha yino ta ro tham ma quách thần tí à du hoành nô xuất khẳng ba lần. A phi hòa đa na si lít sa nít chẳng quách thà bách chà di nô chắc ta ro tham ma quách thần tí à du hoành nô xuất khẳng ba lần. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trường, tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc, đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 109. Afi wa danasi lisanit chang wuttha baccha yino chattaro thamma watthanti ayuwanno sukhang ba lăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á phí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đá ná hai đoạn âm, si trường âm thông thường, lít trường âm nhấn, xá đoạn âm, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Afi wa danasi lisanit chang wuttha baccha yino. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Chát trường âm nhấn, ta ro hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, wat than hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, a trường âm thông thường, yú đoạn âm, wan trường âm nhấn, no trường âm thông thường, phú đoạn âm, khăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm,
lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chát ta rô tham ma huat thân ti a yu quan no su phang ba lăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 109. Aviwa danasi lisanik chang utha pacha yino chát ta ro tham ma huat thân ti a chú quan no su hằng ba lăng a phi wa da na si li sa ni chang bu tha ba cha ha di no chát ta ro tham ma huat thân ti a chú quan no su hằng ba lăng. Thường tôn trọng, kính lễ bậc kỳ lão, trường thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức Thượng Tọa Quán Không, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, không biết là âm thanh của tự nhiên á, khi mà mới vào room á, nó hay lên cái camera lắm, cho nên là nhiều khi án chị Meta hay là các vị khác. Dạ, tự nhiên xin sám hối, tự nhiên con không hiểu như thế nào nữa. Dạ, bây giờ tự nhiên xin phân tích câu Pháp Cú Kinh số 109. Dạ, cảm ơn Như Quang. Á phí hai đoạn âm qua trường âm thông thường. Đá nát hai đoạn âm, si trường âm thông thường, lít trường âm nhấn, xá đoạn âm. Hai, nít trường âm nhấn, chăng trường âm giọng nguyên âm, quốc trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đoạn 3 và 4. Chát trường âm nhấn, ta rô hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, quát trường âm nhấn, than trường âm nhấn, tí đoạn âm, a âm thông thường, dú đoạn âm, quanh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm giọng nguyên âm, bá đoạn âm, lăng trường âm giọng nguyên âm. Chattaro thamma vatthanti ayuvanno sukhang palang. Apiwa danasi litsanicchang uttha paccayino. Chattaro thamma vatthanti ayuvanno sukhang palang. Bây giờ tự nhiên xin kể. Api wadana silisa nicang buta baca jino cata rotama watanti ayuano sukang balang. Api wadana silisa nicang buta baca jino
cha ta ro tham ma wat an ti a yu an no su khang ba lăng. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tùy nhiên đã phân tích và kể, nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ nhìn đã thấy Tina. Dạ, kính mời Tina. Dạ, con kính cảm ơn cô. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Quán Không, cô Tư Nữ Tuệ Duyên, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 109. Afi wa danasi lisanit chang vun tha ba cha yi no chan ta ro tham ma vun than ti ayu wan no su khang ba lang. Con phân tích câu 1 và 2. Afi wa danasi lisanit chang vun tha ba cha yi no. A phí hai đoạn âm, wa trường âm thông thường, đá ná hai đoạn âm, si trường âm thông thường, lis trường âm nhẫn, xá đoạn âm, nít trường âm nhẫn, chăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, quýt trường âm nhẫn, tha trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Afi wa danasi lin sanin chăng quýt tha pa cha yi nô. Câu 3 và 4. Chát ta ro tham ma vất thần ti a yu wan no su khang ba lăng. Chát trường âm nhẫn, ta ro hai trường âm thông thường, thâm trường âm nhẫn, ma trường âm thông thường, quát trường âm nhẫn, than trường âm nhẫn, tí đoạn âm, a trường âm thông thường, dứ đoạn âm, quan trường âm nhẫn, no trường âm thông thường, xuống đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chát ta ru tham ma vát thanh ti a yu wan no su kang ba lăng. Afi wa danasi lin san lin chang vut tha ba cha yi no. Chát ta ru tham ma vát thanh ti a yu wan no su kang ba lăng. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bổn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Afi wa da na sim lim sa nin chang quân tha ba cha yi no chan ta ro tham ma wan than ti a yu wan no su kang ba lang. Afi wa da nin si lim sa nin chang quân tha ba cha yi no chan ta ro tham ma wan than ti a yu wan no su kang ba lang. Dạ thưa, con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 109 ngày hôm nay ạ. Afi wa danasi lisanit chăng vút tha ba cha di nô chát ta ro tham ma vát thanh ti a yu wan nô su khang ba lăng. Afi wa danasi lisanit chăng vút tha ba cha di nô chát ta ro tham ma vát thanh ti a yu wan nô su khang ba lăng. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Afi wa danasi lisanit chăng vút tha ba cha di nô. Á phí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đá ná là hai đoạn âm, si là trường âm thông thường, lis là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, chăng
là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, wood là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Afiwa danasi lisanit chang wutha bacha jino. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Chattaro thamma watthanti ayuvanno sukhang balang. Chat là trường âm nhấn, ta, ro là hai trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, wat thanh là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, yú là đoạn âm, wan là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chát ta rô thầm ma quách thành tí a du hoành nô su khăn ba lăng. Dạ, con xin đọc lại ạ. Afi hoa đa na si lít sa nít chăng quách thà ba chà di nô chát ta rô thầm ma quách thành tí a du hoành nô su khăn ba lăng. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ, sắc, lạc, sức mạnh, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Afiwada nasilisa ninchang vutha bacha yino chattaro thamma watthanti ayuvanno sukhang balang. Afiwadana silitsa nitchang vutha bacayo chattaro thamma watthanti ayuvanno sukhang balang. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ, hôm nay ngày đầu Tết con cũng xin mượn hai câu cuối của câu pháp cú này, là bốn pháp được thăng trưởng, thọ, sắc, lạc và sức mạnh. Con xin kính chúc sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng được trọn vẹn bốn pháp tăng trưởng trong suốt năm mới. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thượng kinh cảm ơn huynh giang nhật hà. Nam mô Bụt tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sân kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn thiện cụ, cảm ơn chị Meta Quang, cảm ơn Tina cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức thượng tọa Quán Thông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng và cảm ơn cô cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và con xin được trả bài câu kinh số 109 và cảm ơn Như Quang. Apiwa Dani Api wa danasi lisanit chang buddha bacha yino chattaro thamma watthanti ayuvanno sukhang balang. Api wa danasi lisanit chang buddha bacha yino chattaro thamma watthanti ayuvanno sukhang balang. Dạ, con xin phân tích một lần bốn câu luôn ạ. Á phí hai đoạn âm qua trường âm thông thường,
Ta na hai đoạn âm, si trường âm thông thường, lít trường âm nhấn, xá đoạn âm, lít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quốc trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Chát trường âm nhấn, ta rô hai trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, quách thanh hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, a trường âm thông thường, vú đoạn âm, quanh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, sú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Athi hòa đa na si liệt san nít chành vụt thà ba cha di nô cha ta rô thầm ma vạch thành ti a yu quanh nô su khăn ba lăng. Thường trong bản kính đệ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Và đây là bản chữ ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Và con đọc và thân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa, con xin được kệ. À vi hoa đa na si lê sa ni chăng vút tha ba cha yi nô cha ta rô tham ma quan thanh ti a yu quan nô su khẳng ba lăng. À vi hoa đa na si đề sa nhiệt chăng vút tha bà cha di nô cha ta rô tham mà quan thanh ti a yu quan nô su khăn ba lăng. Dạ con thành kính đại tri ân chư trung đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ từ hôm đầu năm tới giờ con nặng. Dạ Nhật Bình thấy bàn tay cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu Hạnh chờ Nhật Bình chút xíu nha. Dạ còn rằng hơi sâu à, bây giờ con mới được trồi lên. Dạ trước nhất thì phước nào à, con đã tạo được trong năm qua ở rung Phật giáo Nam Truyền, con thành kính dâng đến chư tôn đức, cầu mong phước này trợ duyên chư tôn đức an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm được an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Con mong rằng là quý ngài sớm thành tựu đạo quả để chúng con được nương nhờ nơi pháp của quý ngài. Và con cũng cầu mong rơm Phật giáo năm, con cầu mong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama được bền vững lâu dài. Và con cũng cầu mong rơm Phật giáo Nam Truyền vững bền để cho chúng con được vào học những pháp vi diệu của Đức Thế Tôn. Và nếu có được một câu ước nguyện, con xin ước nguyện con xin được phục vụ Tam Bảo đến khi nào, đến hơi thở cuối cùng. Và Nhật Bình kính chúc quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng, có khi chưa vào và có khi đã vào rồi đã ra, những vị thường xuyên vào đạo tràng cũng như những vị lâu lâu vào đạo tràng, tất cả quý vị thân tâm luôn được an lạc. Năm mới tạo được nhiều thiện pháp mới, nhất là gia đình có đầy đủ sức khỏe, thuận duyên trong cuộc sống và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Thăng Kha Dạ. Dạ bây giờ Nhật Bình kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh nào. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Thăng Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà cô, quý cô tu nữ,
Kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn, Phúc Hạnh cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã, cô Như Quang đã bót bài. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 109 ạ. Afi wa danasi lisanit chan vuttha ba cha jino chattaro dhamma vuttha ti ayu vanno su khang ba lang afi wa danasi lisanit chan vuttha ba cha jino chattaro dhamma vuttha thành tí ayu vạn nô su khăn ba lần. Con xin phân tích ạ. Câu 1. Á phí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đá ná là hai đoạn âm, si là trường âm thông thường, lít là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Câu số 2. Nít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Áphi và đan na si lít sa nít chàng vút thà ba chà dí nô. Câu số 3 và câu số 4. Chattaro dhamma vuttanti ayu vanno su khang ba lang. Chat là trường âm nhấn, taro là hai trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, vat là trường âm nhấn, vatthan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, dú là đoạn âm, van là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chát ta rô tham ma và tham tí ai, dú van nô su khăn bá lăng, á phí hòa đá na si lít xa nít chàng vuốt thà bá chà dí nô. Chát tà rô thầm mà ở thàm tí à dú vành nồ su khăn ba lần. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Afiwadahana silisani changvutaha bachayino Chataro thamma vathanti ayuvano sukhang balang. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong. Có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Như Quang đã bốt bài. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ đầu năm mới con cũng xin nguyện cầu chúc cho quý sư quý cô tu nữ được thân tâm thường an lạc. Dạ xin kính chúc quý cô chú anh chị em đạo hữu trong đạo tràng được ăn vui tiến hóa trong pháp học pháp hành. Dạ con không thấy được trong trong room còn có
quý sư với cô tu nữ nào không? Con xin trả bài trước ạ. Dạ, con xin đọc bài câu kinh Pháp Cú số 109. Afiwa Dana Si Lit Sanit Chang Wut Tha Ba Cha Yi No Chat Ta Do Tham Ma Wat Than Ti A Yu Wan No Su Khang Ba Lăng. Dạ, con đọc lại. Afiwa Dana Si Lit Sanit. Dạ, con đọc lại. Afiwa Dana Si Lit Sanit Chang Wut Tha Ba Cha Yi No Chát Tà Đồ Thạm Mà Quát Thành Tí A Yú Hoàn Nô Sư Khẳng Ba Lăng. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Á phí là hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đá ná hai đoạn âm, si trường âm thông thường, liếp trường âm nhấn, xá đoạn âm, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, wood trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Afiwa dana si lit sanit chăng wood tha ba cha dí nô. Và con phân tích tiếp câu 3, câu 4. Chát trường âm nhấn, ta rô hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, quát thành hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, a trường âm thông thường, dú đoạn âm, quan trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, xú trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá trường âm nhấn, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chát ta đồ tham ma quát thành ti a yu quan no su khang ba lăng. Dạ, con đọc lại một bài. Afiwa dana si lit sanit chang wut tha ba cha yi no chát ta đồ tham ma quát thành ti a yu quan no su khang ba lăng. Dạ, con đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh. Và con xin kể. Afiwa dana si lin sa ni chăng vut tha ba cha yi no chan ta đô tham ma quan thành ti a yu quan no su khẳng ba lăng. Dạ, con đã đọc và phân tích và kể xong. Không có chỗ nào sai, con kính xin quý sư với cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng. Con xin dâng mất để cho đạo tràng và xin mời vị tiếp theo ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Ai, xa tổ sư Khánh Kiệm là người cuối cùng ha? Hay là còn người nào nữa không? Qua năm mới, cái gì nó cũng mới. Cái nghe là cái văn đọc của quý vị ha? Nghe mới, hay hơn năm ngoái ha? Và cái câu Phật ngôn này cũng thích hợp trong năm mới luôn. Giống như Huynh Giang Nhật Hà hồi nãy, Huynh Giang Nhật Hà nói rằng thọ sắc lạc sức mạnh, đấy là bốn điều chúc mừng ha.
đầu năm chúng ta học bài này rất là thích nghi. Sao bây giờ đi bà kỳ tiết ý nghĩa tự vấn ha. Apiwa danasi lisa, apiwa danasi lisa. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của câu đầu tiên. Apiwa si lisa, ở đây cái chùm từ này có tất cả ba từ, một cụm một nhóm. Chữ áp phí là một ha, chữ qua đá ná là hai ha, si lít sát là ba ha. Chữ áp phí đây là một tiếp đồng ngữ, có nghĩa là bên trên, bên trên. Rồi chữ chữ qua đá ná, qua đá ná do cái căn ngữ quanh, có nghĩa là đánh, đánh lễ, kính lễ, đánh lễ, kính lễ. Rồi cái chữ si lít xa, chữ si lít xa do cái từ cái như si ly, nó là một danh tính từ, hoặc là chữ si lá mà thường thường chúng ta hay gọi là giới, cũng có nghĩa là tập quán hay là thói quen ha. Thì ở đây si lisa nó được dựa theo sở hữu cách số ít, tức là chát thi quy phát thi hay câu quan trọng ha. Cho nên chữ si lisa có nghĩa là người có giới, người có thói quen, người có tập quán ha. Rồi, bây giờ cụm từ này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Apiwa danasi lisa, của người có tập quán đánh lễ, của người có thói quen kính lễ. Nhóm từ này có một ý nghĩa là người có một thói quen, người có một cái tập quán, hoặc là người có giới, người có giới. Có người có tập quán, có thói quen đảnh lễ, đúng rồi, kính lễ. Rồi câu số 2, nít chăng quốc tha bất trà di nô, nít chăng quốc tha bất trà di nô. Chữ nít chăng tức là thường thường ha. Còn chữ mà á nít chăng hoặc là á nít cha tức là vô thường ha. Còn đây nít chăng là thường thường, luôn luôn ha. Buddha Bacca Yino, Buddha Bacca Yino, ở đây do hai từ ha. Chữ Buddha và Bacca Yino, Buddha và Bacca Yino. Chữ Buddha đây là một quá khứ phân từ, tương nghĩa là kính lễ. Hoặc là Buddha cũng có nghĩa là trưởng thượng và cả kỳ lão. Chữ Buddha. Rồi cái chữ Appajayino, Appajayino do cái từ Appajayi, Appajayi. Ý nghĩa của Appajayi là một danh tính từ, một danh tính từ có sự kính lễ, ý nghĩa có sự kính lễ. Nhưng mà ở đây nó được chia theo sở hữu cách số ít, khá thi quỷ phát tích ở cả quá trình
cho nên nó biến thành Abhaja Yino. Vậy thì Buddha Abhaja Yino của người có sự kính trọng đến các vị trưởng thượng, của người có sự kính trọng đến các vị trưởng thượng. Buddha Abhaja Yino, Buddha là trưởng thượng, Abhaja Yino, Abhaja Yi có sự kính lễ, của người có sự kính trọng đến các vị trưởng thượng. Sa thú sĩ ca nhiều hoàng. Rồi bây giờ qua câu số 3, Chattaro Thamma Watthanti. Chattaro Thamma Watthanti. Chữ Chattaro do cái từ Chattu. Chattu. Nhưng ở đây Chattaro nó được chia theo chủ các số nhiều ha. Chủ các số nhiều. Bathama Bahuvachana Vipatti. Chattaro có nghĩa là bốn. Bốn. Rồi Chattaro chỉ Thamma. Thamma là pháp. Thamma là pháp. Watthanti. Watthanti động từ số nhiều, có nghĩa là tăng trưởng. Tăng trưởng, lão hóa hay là già. Watthanti là tăng trưởng. Như vậy cả bốn pháp tăng trưởng, Chattaro Thamma, tức là cả bốn pháp phát triển tăng trưởng. Hai câu cuối cùng, Ayu Vanno Sukham ba lần. Chữ Ayu nó là một danh từ trung tính ha. Ukaranta Napung Sakalinga. Ayu là tuổi thọ. Vanno do cái từ Vanna. Vanna là một danh từ nam tính. Akaranta Napung Linga Vanna. Ở đây cũng làm chủ từ số ít. Bathama Ekavachana Vipatti. Vanna biến thành Vanno. Vanno là sắc đẹp. Sắc đẹp. Rồi chữ Sukham. Sukham do từ Sukha. Sukha đây là một danh từ trung tính ha. Akarantanapum Sakalinga. Và Sukha ở đây được chia theo đổi cách số ít. Dutiya Vipatti Ekavachana. Cho nên Sukha biến thành Sukham. Sukham là an vui. Và ba lần do cái từ Pala. Pala là một danh từ trung tính. Akarantanapunsakalinga. Pala được chia theo đổi cách số ít. Dutiya Vipatti Ekavachana. Cho nên thành ba lần là sức mạnh. Là sức mạnh. Vậy thì câu cuối cùng là tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Câu Phật ngôn 109 cho chúng ta một ý nghĩa. Bốn pháp tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh được tăng trưởng đến người có tập quán đảnh lễ và thường xuyên có sự kính trọng đến các bậc trưởng thượng. Đó là ý nghĩa của Phật ngôn 109. Bốn pháp
tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh được tăng trưởng đến người có tập quán đảnh lễ và thường xuyên có sự kính trọng đến các vị trưởng thượng. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Khổ Tơ Lục Bát thế này: an vui, sắc đẹp sống lâu, dồi dào sức khỏe, bốn câu chúc mừng cho ai kính lễ cúc cung những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa Môn. An vui, sắc đẹp sống lâu, dồi dào sức khỏe, bốn câu chúc mừng cho ai kính lễ cúc cung những bậc trưởng thượng thuộc dòng là Sa Môn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, là sức mạnh. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, là sức mạnh. Và chúng ta học câu Phật ngôn này đem ra áp dụng trong ngày học đầu năm. An vui, sắc đẹp sống lâu, dồi dào sức khỏe, bốn câu chúc mừng đến đạo tràng Phật giáo Nam Truyền. Quý vị thấy chúng ta học rồi đem ra áp dụng ngay, cũng giống như hồi nãy Vinh Giang Nhật Hà ha, lấy hai câu để mà chúc đạo tràng của chúng ta ha. An vui, sắc đẹp sống lâu, dồi dào sức khỏe, bốn câu chúc mừng. Chúng ta học và áp dụng liền ha. Quý vị thấy quan hỷ à, mừng ăn liền ha. Rồi bây giờ câu Phật ngôn này rất là thực tế ha. Bây giờ mới 5:38 5:38 thời gian còn nhiều lắm á. Bây giờ còn ai thấy câu Phật ngôn này hay đưa tay lên đọc nữa không? Hoặc là có ai chưa đọc hối hận thì cứ đưa tay lên mà đọc. Bởi vì đọc cái này cũng giống như chúng ta coi như chúc Tết đạo tràng trong cái ngày đầu năm. Alo, bây giờ cung thỉnh Ngài Quán Không hả? Ngài Quán Không rồi Phật tử tới chùa trong dịp Tết thì bây giờ Ngài phải tục đọc cái câu Phật ngôn này. Mà nếu mà Ngài kể được câu Phật ngôn này nữa là Phật tử hoan hỷ lắm. Quý vị biết là mấy ngày Tết ngồi tăng dốc riết khang tiếng nói chuyện mà không biết quý vị nghĩ sao chứ chúng tôi mà mấy ngày Tết ngồi nói chuyện thật lao bực lắm. Còn lại chuyện dưới đất trên trời mà những cái lời chúc tụng thì xin lỗi không quen à, nó thấy cái vẻ sáu ngữ sáu hay là nó nghe ngượng ngượng. Rồi bây giờ chúng ta hãy nghe Ngài Quán Không này kể cái câu Phật ngôn này chắc là tuyệt vời lắm. Cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý thân hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, năm mới thì con xin đọc cái bài một cuốn 109. Dạ, cảm ơn Sích Như Quang. Api vada naksa lis
Dạ, cái màn hình nó nhỏ quá không thấy. Dạ, con xin lấy cái bản kinh để con đọc. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, cảm ơn Minh Giang Nhạc Hà. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ, cảm ơn Thi Ra. Dạ, hồi nãy hình như con nghe Thượng Tọa Quán Không mà đọc bài thì phải, bài không đạo tràng. Dạ, bây giờ con nghe đạo tràng êm ru. Dạ, dạ cảm ơn Thi Ra. Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa Quán Không cầm bích trở lại ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh không? Con không bạch sư. Dạ cảm ơn chị Mét Ra. Dạ Thượng Tọa Quán Không có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con kính nhân minh đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dạ, con là kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô quý thiền hữu tri thức trong đạo tràng. Con xin đọc bài kệ 109. Abhi vada na silisa ni chang buddha pacayino จัตตารธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังวิปัฏฐานสีลิสสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลัง อภิวัฒนาสีลิสสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลัง Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ y lão được thường bổn pháp được tăng trưởng họ sắc lạc sức mạnh. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. An vui sắc đẹp sống lâu, dồi dào sức khỏe bổ câu chúc mừng cho ai kính lễ cúc cung những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa Môn. Bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Và con cũng xin đọc cái câu kệ 109 để kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, nhất là Ngài
Hòa Thượng cùng quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng được bốn điều, đó là tuổi thọ, sắc đẹp, an vui và sức mạnh được tăng trưởng. Con xin kiểm bích lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xà thủ, xà thủ Ngài Quang Không. Công nhận lâu lâu mà chắc cũng lần đầu tiên quá nghe Ngài kể cái câu Phật ngôn này, giọng kể rất là đặc biệt. Chắc chắn đạo tràng không ai bắt chước được đâu. Mà khi mà kể câu Phật ngôn này chứng tỏ là Ngài muốn chúc cho đạo tràng của chúng ta cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Rất là hoan hỷ ha. Rồi, cái câu Phật ngôn này bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Nghe duyên sự rồi chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 109 được Đức Phật thuyết ra tại cái Aranya Pitika, và tại cái địa phương này có liên quan đến một cậu bé, và cậu bé đó được là được đặt tên là Dikha. Dikha có nghĩa là dài, rồi Ayu tức là thọ, tuổi thọ, thì Dikha Yu có nghĩa là trường thọ, đúng rồi. Aranya Kutika, đúng rồi. Nguyên nhân có cái trường hợp này xảy ra, có câu Phật ngôn này, là có hai ông Bà La Môn sống ở trong thành Dikha Lâm Bích Cá, và hai ông này đã tu theo ngoại đạo, họ thực hành khổ hạnh tu tập như vậy là suốt 48 năm. Hai người đã tu tập với nhau, bản thân với nhau tu trong 48 năm như vậy rồi, nhưng mà có một người thì họ sợ rằng mình tu tập kiểu này thì cái dòng họ của mình bị tiêu diệt, bởi vì không có người nối dõi tông đường. Trong hai người thì một người còn nghĩ đến cái dòng họ cho nên hoàn tục. Nhưng mà trước khi hoàn tục á, thì bây giờ cái nghề tu sĩ, những cái đồ, những cái vật dụng mà ông ta coi như sắm ra để có phương tiện, có những cái tiện nghi trong sự tu tập, thì ông đem những cái đồ nghề đó làm bán cho những người, rồi ông một số tiền để rồi ông mua, ông sắm. Và ông đã tậu được 100 con trâu bò. Trâu bò của ông coi như tính ra là được 100 con ha. Khi có một cái trang trại như vậy thì ông cảm thấy rằng cái đời sống vật chất tương đối ổn định. Thế là ông tập cưới vợ và sống một cái cuộc đời coi như một người cư sĩ rất là thoải mái, với cái sự giàu có của mình, trung lưu trong cuộc sống. Nhưng mà thời gian sau thì ông ta sinh ra được một đứa con trai, và trong cái sự tu tập của cái người bạn kia ở trên rừng núi khổ hạnh, lâu lâu phải đi về ở thành phố để kiếm những cái chất mặn của muối, thì cái vị tu sĩ đó, bạn cũ của ông ta, đi du hành chỗ này chỗ kia, rồi một hôm trở về thăm người bạn cũ ở tại thành phố này, họ chào mừng với nhau một cách rất là vui vẻ, và cái vị tu sĩ đó chúc cho hai vợ chồng sống lâu trường thọ.
Nhưng mà khi đem đứa bé trai ra trình diện thì vị tu sĩ làm thinh, không có cái trúc gì hết đó. Ông cha thắc mắc và được vị tu sĩ giải thích là có một cái tai họa đang chờ đứa bé, và nó sẽ chết trong vòng 7 ngày hoặc là chết trong cái ngày thứ 7 tính từ bây giờ. Rồi hai vợ chồng ông bà này nghe nói như vậy hoảng sợ, không biết tính sao, bởi vì có đứa con trai được nói nhỏ trong đường mà bây giờ vị tu sĩ này phán một câu như vậy thì thấy tái mày tái mặt. Rồi vị tu sĩ lại bảo rằng bây giờ chỉ có một cách là hai ông bà mang đứa cháu này đến cầu cứu với sa môn của Gotama. Nhưng mà họ lại ngần ngừ vì họ sợ rằng mình mang tiếng là coi như tu tập theo cái đạo giáo này mà phải đi đầu lưỡi một người nơi tôn giáo khác. Đó là một cái điều mà cấm kỵ. Nhưng mà rồi vì cái lòng thương con mãnh liệt quá khiến họ rồi cũng đi đến chùa đi gặp Đức Phật. Họ chào hỏi Đức Phật và được Đức Phật cũng chúc là sống lâu. Nhưng mà đến phiên đêm đứa bé ra trình diện Đức Phật thì Ngài ngồi làm thinh, cũng giống như cái lý do cái vị tu sĩ kia đã nói. Rồi ông cha mới thỉnh cầu Đức Phật ngăn đừng cho tai họa cướp mất đi đứa bé. Đức Phật dạy là nếu ông dừng trước cửa nhà một cái lều, đặt một cái ghế ở giữa, sắp đặt 8 hay là 16 cái chỗ ngồi xung quanh để cho đệ tử của Như Lai, và nếu ông cho tụng những cái bài kinh cầu an và ngăn ngừa tai họa suốt trong vòng 7 ngày liên tục thì con ông sẽ tránh được tai họa. Ông Bà La Môn mừng quá, làm đúng theo lời Phật dạy, và các vị tỳ kheo đã tụng đúng 7 ngày đêm liên tiếp. Đến ngày thứ 7 thì Đức Phật ngự đến, chư thiên các quả trời cũng tụ hội, có một con quỷ dạ xoa phụng sự cho đức vua Vesavana tên là Avarutaka. Dạ xoa này phục vụ 12 năm cho cái vị thiên vương Vesavana, cho nên được hưởng một cái ân huệ là 7 ngày nữa người sẽ có vật thực, đó là đứa bé. Thì dạ xoa Avarutaka này nó canh me để bắt đứa bé ăn thịt. Nhưng mà có mặt Đức Phật và các vị chư thiên đầy quyền lực, các vị mà yếu thì phải thu lui tới 12 dặm nhường chỗ cho các vị có thần lực. Và chính Avarutaka này cũng như vậy, tức là thần lực nó yếu, nó phải dời, nó phải đứng xa coi như là 12 dặm. Rồi Đức Phật Ngài cũng tụng kinh phúc chúc, và kết quả sau 7 ngày dạ xoa không bắt được đứa bé. Bình minh ngày thứ 8 xuất hiện và đứa bé được đặt trước Đức Phật, và Đức Phật chúc cho sống lâu. Và thật sự đứa bé đã sống theo lời của Đức Phật chúc phúc là được 120 tuổi. Cho nên đứa bé có cái tên là Đi Kha Du, tức là trường thọ, hay là Ayu Quách Thành Á. Và đứa bé này khi mà lớn lên có 500 đệ tử là những người cư sĩ đi theo để mà coi như đoanh vây, để mà coi như phục tùng cho cái cậu công tử trường thọ này.
Một hôm thì các vị tỳ khưu thảo luận ở trong pháp đường về Ayu-vat-tha-ca-na hay là Đi-kha-yu, và không biết tại sao cái mạng sống của chúng sanh được gia tăng ở thế gian này. Đó là một cái điều có phải cúng sao giải hạn hay sao, hay là có một cái điều đặc biệt gì. Cho nên các vị tỳ khưu thắc mắc, và khi thắc mắc như vậy thì Đức Phật người đến, Ngài cho biết rằng: này các tỳ kheo, không phải chỉ có tuổi thọ mà thôi, ở thế gian này chúng sanh biết tôn kính và lễ trọng những vị có đạo đức, những cái vị trưởng thượng, những cái vị niên cao lạc trưởng thì sẽ được tăng trưởng, không riêng chỉ có tuổi thọ mà còn có vấn đề sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, không riêng chỉ có tuổi thọ mà thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói lên câu Phật ngôn 109 này để đưa lên rồi: Sa thủ xích như quang Avi hòa đa nô thì lê sa ni chằng vũ thà ma cha di nô giá ta rô thầm ma quá thành tí a du quan nô su thằng bát lăng. Thường tôn trọng kinh lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, là sức mạnh. Và khi Đức Phật kết thúc câu Phật ngôn này thì cậu bé đi theo cùng với 500 cận sĩ nam để chứng đắc thánh quả tu đạo Phật, và nhiều người khác cũng chứng đạt quả vị dự lưu. Trong những sự này thì chúng ta thấy 7 ngày nghỉ phép đã trôi qua, lỡ dịp bón thù khiến giả xoa phải chịu rút lui, nên cậu bé được thêm tuổi thọ phước toàn gia. Phật dạy: không riêng tuổi thọ tăng, an vui, sắc đẹp với quyền năng, đồng thời thêm mãi nơi người biết lễ bái cúng dường bậc lão tăng. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã thông qua duyên sự, và với duyên sự này có thích nghi trong cuộc sống của chúng ta hay không? Alo, hôm nay là ngày mùng 5 Tết, bắt đầu ngày mùng 1 giao thừa xong là lời hỏi cho bốn mạng của mình năm nay có được tốt hay xấu, rồi bị cái sao gì cho nên nó chiếu, rồi bây giờ phải cúng sao giải hạn sao. Quý vị thấy họ cũng muốn được sống lâu, họ cũng muốn được sắc đẹp, họ cũng muốn được sự an lạc, cũng muốn có sức mạnh, nhưng mà tự họ tạo, tự họ làm, ta đi với nghiệp của ta, nhưng mà họ lại cầu xin tha lực, giống như Ngài Liễu Tông nói là bây giờ bổn phận trách nhiệm của Phật tử hoặc là những người đến chùa là cầu an, cầu siêu, và Tết thì cúng sao giải hạn, muốn được sống lâu thì Đức Phật cho chúng ta biết rằng phải có cái tâm tôn kính, lễ ấy, rồi phải đối với các bậc trưởng thượng, đối với cha mẹ ông bà, những bậc niên cao, tuổi lớn, thì mình phải tôn kính những bậc đó, những vị đó. Ở đây không phải nói rằng đối với chư tăng, mà đối với ông bà cha mẹ, đối với những người mà tuổi cao sức yếu, mình phải tôn kính người ta, mình phải tôn trọng kính lễ, và như vậy thì chúng ta sẽ được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, chứ không phải là cúng sao giải hạn. Chuyện bây giờ là coi như trong cái dịp Tết này là một số các chùa vô mánh, dùng cái từ vô mánh là cúng sao giải hạn, còn bên Nam Tông của chúng ta là chắc quá
ngồi giải thích riết là khăn tiếng như thế này nè. Rồi bây giờ dừng micro lại để quý vị thấy rằng câu Phật ngôn này áp dụng trong đời sống của chúng ta. Muốn được trường thọ thì chúng ta phải cúng sao giải hạn, có phải vậy không? Rồi quý vị giải thích đi. Mời bàn tay của quý vị câu Phật ngôn này áp dụng trong cuộc sống thực tế một chút. Mà hồi nãy thấy Huỳnh Văn Nhật Hà chúc cái câu Phật ngôn này ha, chúc Tết bà con thấy cũng rất là hợp lý. Alo alo, Huỳnh Văn Nhật Hà đâu rồi? Huỳnh Văn Nhật Hà không có thì mời Siết Hà ha. Alo Siết Hà, cũng có chữ Hà phía sau vậy. Câu Phật ngôn này Siết Hà nghĩ sao đây? Có nên chùa Kỳ Viên nhờ sư thương tại thương tâm cúng sao giải hạn không? Alo Siết Hà, trời ơi, nghe cái là đưa tay làm giật mình luôn. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khay. Dạ con kính ảnh lễ ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ, con kính chào đại. Dạ con chỉ muốn đưa tay để đọc bài thôi, ngày hôm nay con dơ trễ con không đọc bài được mà. Thì giờ con cho con đọc bài được không, hay là ngày không có giờ cho thôi, để thôi ngày kia con làm gì con làm đó. Dạ, kính lão mới dạy xong. Dạ con cái đó thì thật ra con cũng nghĩ con cũng có cái duyên lành, là từ nhỏ lớn con không có cái màn sinh tâm đón sao, không biết lúc mà con chưa biết đạo con cũng không có nghĩ cái đó nó đem được cái sự lợi lạc, thành ra con đã không có để ý đến. Rồi cũng một phần khi mà biết đạo rồi thì lại càng không có cái niềm tin ở đó. Ngay cả khi con nhớ là ngày Lưỡi Tâm có một lần ngày dạy thiện pháp, Đức Phật dạy thiện pháp là chỗ nương nhờ cho các con, thì đó là Đức Phật dạy, thì con nghiệm ra đúng là như vậy, không có một cái tha lực nào mà có thể bảo trì bảo hộ mình ngoài cái các cả các thiện pháp mà mình tạo được và làm được, chính mình tạo được làm được, đó là chính là chỗ nương nhờ. Và do vậy mà con không có tin, mà con cũng đôi khi con cũng có sự thắc mắc là con biết là khi mà thường á, con thấy nha, con đi vô chùa thấy, không phải riêng chỉ có chùa Việt Nam mà chùa Tích Lan các sư cũng rồi chùa Thái thì họ cũng hay tới, họ có những cái sợi dây đó ngài, cái sợi dây mà đeo vô tay ấy, con không biết, rồi cứ quý thì các sư thì cũng nói là lại đây rồi cho đeo cái này, nhưng mà con thì con cũng không con thời gì con thấy nó cũng có nó con không có hiểu đó. Con ban đầu thì con nghĩ chắc có thầy do cái truyền thống hay cái gì đó, nhưng mà con thấy nó cũng hơi lạ, là cái mình đeo này nó mang được cái gì, rồi ví sư chúc phúc thì nó mang được cái gì, thì khi con nghĩ là có thể chỉ do một cái niềm tin của một cái vị sư đó nói cho mình biết để cái tâm mình hoan hỷ thì ngay đó mình có thiện pháp, chứ thực sự ra nó cái sợi dây đó có chúc phúc thì nó cũng là cái gì. Thành ra cái đó là cái ý con nghĩ, nhưng mà chắc có thể con sẽ đem lên hỏi ngài Liễu Tâm trong thứ bảy này cho nó rõ ràng. Thì con đối với con thì khi mà ngài Liễu Tâm dạy như vậy thì con thấy nó quá hợp lý, mà con ngay cả cái bản thân của con cũng có coi bói mà con cũng không tin gì mấy cái sao xiết gì hết trơn. Thì mà càng học lấy những cái lời Phật dạy thì con càng thấy mình bớt cái tà kiến, mình bớt cái sự mê tín dị đoan, cái niềm tin của mình nó đặt nơi Tam Bảo, đặt nơi Đức Phật, nó hợp lý hơn, chứ còn không thì mình dễ mà đi sai đường, mà nhất là mấy cái này. Dạ con cũng thấy thời buổi này thiệt, ở chùa đi vô chỉ có thấy Phật tử xin cầu an cầu siêu,
mà không có hỏi giáo lý, cũng hỏi xin nội cái sinh giới cũng không xin được, không có xin quý sư đại tị trì ngũ giới thì nó cũng thật là tiếc. Thì con chỉ có vậy thưa thân nhân ơi, con xin cho mít lại vậy, con cũng thấy không có thì giờ, nhưng khi có những vị khác có thể có những ý kiến khác. Dạ. Yeah. Sa thủ chị Hà đã bày tỏ cái quan điểm của mình, một người Phật tử ha. Khi hiểu biết về giáo pháp thì chúng ta tự tin chính mình nhiều hơn. Và đa số bây giờ thì quý vị thấy người ta đi chùa, người ta tin theo tổ, tin theo mấy ông thần, chứ không hoặc là tin theo Bồ Tát chứ không phải tin theo Phật, mặc dù vô chùa. Nhưng mà chính cái tượng Phật á, ở chánh điện á, người ta không lên lễ bái mà người ta lại Đức Quan Thế Âm nhiều hơn. Và chính chỗ Đức Quan Thế Âm á, nó có một cái chim sâm á, quý vị biết rồi, ở chỗ đó hồi nào cũng đông, đông khách lắm. Nhiều khi họ biết đạo Phật, nhiều khi họ không biết đạo Phật. Có những cái chuyện rắc rối gì là cứu khổ cứu nạn, Đức Quan Thế Âm ơi, rồi họ lắc, chính cái chỗ đó 2-3 bộ sâm mà coi như nghe rống rắn. Chứ trên điện thì họ không bước lên, mặc dầu là mang tiếng đi chùa nhưng mà họ không biết ông Phật là ai. Mà nhiều khi nghe Đức Phật Gautama nó nói, ông Phật dưới tên ngồi tên gì kỳ vậy, tại sao không gặp nhau thì coi như mình chào đó, hỏi với nhau là A Di Đà Phật, vô chùa thì lại Phật Thích Ca, mà ra đường chào hỏi Di Đà thường xuyên. Thấy quý vị thấy không? Gặp nhau nếu là Phật tử chắc là A Di Đà Phật, chứ không bao giờ họ biết ông Phật Gautama là ai. Mà cái điều này quý vị thấy có đúng không? Khi nãy Quỳnh Giang Nhật Hà đọc cái câu Phật ngôn này, rồi chúc đạo tràng án thọ sắc lạc sức mạnh. Ồ, câu chúc hay quá. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà, tại sao Quỳnh chúc vậy? Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà. Chúc đúng lúc đúng thời. Xin Nhật Quỳnh à. Rồi, thấy bàn tay xin Nhật Quỳnh rồi. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Giang Nhật Hà chào Nhật Quỳnh chút nha. Tại ngài mời Giang Nhật Hà và Nhật Quỳnh, thấy chuyện này nó hợp với Nhật Quỳnh quá nên Nhật Quỳnh xin chia sẻ chút xíu. Dạ. Dạ bạch ngài, ngài cho con hỏi. Ngài nói là chánh điện thì không vào, mà ra chỗ Phật Hòa Quan Âm ngồi lắc xăm. Ồ, Giang Nhật Hà bận hả? Dạ. Lắc xăm thì câu hỏi của con bạch ngài, có phải vì nhân gian tin bà Quan Âm nhiều quá, lúc nào cũng chào bà cứu khổ cứu nạn, rồi có những gì xui xẻo cái gì không vừa ý thì không như ý mình thì cứ lợi là cắt xăm và bái lại bà Quan Âm. Do vậy nên có những cái chùa đó người ta thờ những cái tượng Quan Âm rất là lớn, và giống như ngài nói vậy đó, là 2-3 cái ống xăm. Như vậy như con đi, dạ, như con là mình tu theo Nam Truyền, có nghĩa là mình học từ kinh Bali, và trong kinh Bali thì con không có thấy cái chỗ nào gọi là lắc xăm hoặc là thờ Quan Âm. Như vậy thì tại sao có những cái chùa mà để lắc xăm mà thờ Quan Âm? Như vậy có phải là mình vì nhân gian không, bạch ngài? Dạ con cung thỉnh ngài, ngài chỉ giùm cho con á.
Ngài có rầy con cũng hỏi nữa, con thấy con rất là thắc mắc cái điều này. Dạ con kính nhân quýt đến Ngài. Alo, 123, 123. Quý vị thấy trong ân đức của Pháp Bảo có 6 ha. Nhưng mà cái đầu tiên Sokhato Phagavata Thammo, tức là Đức Phật Ngài khéo thuyết, đó là pháp học ha. Còn 5 cái ân đức kia là pháp hành. Đức Phật khéo thuyết thì bây giờ chúng ta không khéo thuyết như Đức Phật, nhưng mà tạo ra những cái hình ảnh, những cái bức tượng, những cái cảnh để cho người ta động tâm, để cho người ta động tâm. Khổ quá hoặc là buồn chán chuyện này chuyện kia thì có Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mà. Cứu khổ cứu nạn thì bây giờ mình coi như là khổ quá thì Ngài cứu con. Có cái hình thức gọi là tu dùm đó quý vị. Chúng ta luôn luôn có cái vấn đề bán cái, có vấn đề coi như chuyện gì cực khổ thì nhờ người khác, còn cái chuyện gì mà sung sướng thì mình hưởng một mình. Thì ở đây như cái câu nói đời máu lệ tràn đầy trên khóe mắt, thì ngàn đau thương xin đổ hết về chùa. Rồi chùa thì cũng muốn được an vui, như huynh Văn Nhật Hà nói, lắc ra cái sâm hạ thì bây giờ anh thấy bị xấu như vậy thì chấp nhận cái xấu đi, không ráng mà lắc khi nào mà được thượng thượng kia thì đó mới hoan hỷ, rồi mà cúng tiền công đức cho nhiều. Chứ còn mà nếu mà coi như hà hoài như vậy chắc cái chùa đó bị đốt quá. Cái tâm lý con người luôn luôn có một cái vấn đề nương nhờ nơi người khác, nhờ người khác tu dùm chứ không phải là tự mình để mà tu. Cho nên quý vị thấy rằng cái hình thức tín ngưỡng nhân gian chứ không phải tín ngưỡng của tôn giáo. Tín ngưỡng nhân gian là những hình tượng đặt ra để người ta có một cái niềm tin. Và khi cái niềm tin đó mà họ vô chùa, họ thắc mắc, họ khổ đau, thì khi đó mấy thầy, mấy sư mới giải thích chứ. Tại sao một số chùa ở Mỹ, Nam Tông nghe, mà có những hình tượng Đức Quan Thế Âm, Đức Phật Di Lặc, rồi Địa Tạng Vương, rồi cái ống này bạc kia, tùm lum à. Thì tại sao? Đó là tín ngưỡng nhân gian. Nhưng mà rồi trên chánh điện á, quý sư á, quý ngài nói về giáo pháp thì các ngài có đề cập gì đến Đức Quan Thế Âm hay không? Hay là có lấy Bạch Y Thần Chú ra để mà trì niệm hay không? Không. Thờ là một chuyện, cảnh là một chuyện, nhưng mà trong chánh điện không có Đức Quan Thế Âm đâu, không có Thế Chí, không có Đức A Di Đà, mà thuần túy chỉ có Đức Phật Gautama mà thôi. Thì như vậy sao? Cái vấn đề không có tượng Đức Quan Thế Âm thì người ta không đi chùa, khổ vậy đó. Mà bây giờ như tại Mỹ ha, chị Như Quỳnh thấy người ta đi qua Mỹ thời gian sau này tương đối, cái thời gian trước á là xin lỗi đi vượt biên, mà đi vượt biên thì ví dụ đi 10 người đâu phải trọn vẹn là thành công được 10 người. Trên con đường vượt biên thì bị tai nạn này tai nạn khác, rồi chết chóc, rồi coi như đói khát, rồi bây giờ sống trên đất Mỹ thì phải đi cày, phải có bản lãnh,
chứ không phải này qua đó ý lại nơi người này, ý lại nơi người kia. Thì trong cái sự đau khổ gọi là tha phương cầu thực á, nhớ nhà, nhớ quê hương, mà bây giờ chỉ có cái mấy chùa là cái nơi mà che chở, là có bóng mát để mình tới đó, cái tâm tư của mình nó nhẹ nhàng. Thì bây giờ hình ảnh của Đức Quan Thế Âm mà ở Việt Nam thì chúng ta thấy rất là gần gũi, tức là cứu khổ cứu nạn, chúng ta quỳ trước ngài ha, rồi giống như xưng tội, có bao nhiêu bày tỏ, có bao nhiêu than thở, và khi mà than thở hết cái nỗi lòng của mình rồi, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, thấy sung sướng. Rồi trở lại câu hỏi của Sức Nhật Quỳnh. Những cái cảnh kia là một cái sự dụ dỗ để cho những người mà họ khổ họ đến với ngài Quan Thế Âm. Rồi khi Quan Thế Âm này cũng là đệ tử, cũng là lính, cũng là một cái vị Bồ Tát dưới tay của Đức Phật. Thì bây giờ như bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất á, tin chỉ có Đức Phạm Thiên thôi, còn con của mình á là tu về tu sai, bà Tà Kiến nữa. Nhưng mà khi thấy Đức Phạm Thiên xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất, tức là hào quang lại sáng hơn Đức Vua Trời Đế Thích nữa, thì bà mới thắc mắc cái hào quang sáng dữ như vậy là ai. Thì ngài Xá Lợi Phất nói đó là Đại Phạm Thiên. Cái bà mới nói, ủa Đại Phạm Thiên, ngài là giáo chủ của Bà La Môn mà bây giờ mình tôn thờ, mình mong muốn mình lại lục hằng ngày vậy mà coi như cũng chưa gặp, mà con của mình nó bệnh ốm đau mà giáo chủ của mình lại xuống đây để mà thăm, để mà mình hầu, để mà đánh lễ như vậy, thì con của mình có oai lực như vậy thì Đức Phật còn oai lực dữ dội nữa, là còn cao hơn nữa. Thì bà mới chuyển cái niềm tin từ qua Đức người con này, hướng về Đức Phật. Và khi tâm của bà hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp, giảm thiểu cái niềm tin đối với Đại Phạm Thiên này, thì chính lúc đó là Đức ngài Xá Lợi Phất ngài mới khai thị, tức là ngài phải thuyết giảng về giáo pháp. Mặc dù ngắn ngủi, ngài đương bệnh mà, nhưng mà đúng cái tâm cái ý của người mẹ của mình, và bà đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Đó là một hình thức mà ngài Xá Lợi Phất chờ lúc sắp chết mới tế độ được mẹ. Thì trở lại câu hỏi của Sư Nhật Quỳnh, Đức Quan Thế Âm cũng là một cái vị Bồ Tát, cũng là một cái vị chư thiên, cũng là một cái vị thần, gọi là dưới tay của Đức Phật mà thôi. Bây giờ chúng ta đến chùa để tu theo ông Tổ, tu theo Đức Bồ Tát hay là tu theo Phật, cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Cho nên cái vấn đề xin xăm bói toán hoặc là nương vào tha lực, dẹp vòng bên đi, ta đi với nghiệp của ta. Rồi còn 10 phút nữa, quý vị có ý kiến thế nào? Quý vị năm này bị sao gì ở Việt Nam? Sao nặng sao nhẹ có giá cả khác nhau, chứ không phải nói sao nào cũng giống như sao đấy đâu. Quý vị muốn như sao giải hạn thì câu Phật ngôn này là cái câu mà chúng ta cảm thấy rằng rất là tuyệt vời. Cúng sao giải hạn thì chúng ta nên học thuộc lòng câu Phật ngôn này. Một cái câu nói thông thường
kính lão đắc thọ, kính lão đắc thọ. Chúng ta tôn trọng, chúng ta kính lễ để những bậc lớn tuổi hơn, ông bà cha mẹ, không riêng gì ông bà cha mẹ của chúng ta, mà những người lớn tuổi chúng ta nên tôn trọng, chúng ta nên kính lễ. Như vậy là tuổi thọ của chúng ta được kéo dài. Kính lão đắc thọ. Tại sao phẩm này gọi là phẩm ngàn? Cái này hỏi chúng tôi sao mà trả lời đó? Hỏi sao ngàn hả? Cái trường hợp này chỉ có 120 tuổi mà sao gọi là phẩm ngàn, phải không? Cậu bé này được Đức Phật đến và tuổi thọ kéo dài có 120 tuổi, này phải gọi là phẩm trăm với sao phẩm ngàn. Câu hỏi hay á, để ngày mai hỏi ngài Diệu Tông. Ngày mai hỏi ngài Diệu Tông, bởi vì sự sắp xếp nó là như vậy, biết như vậy thôi, thắc mắc chi vậy? Mà nó thắc mắc hỏi tôi cũng biết à. Ngày mai hỏi ngài Diệu Tông nha. Huynh Hoàng, mai là giờ của ngài Diệu Tông thì hỏi tại sao phẩm này gọi là phẩm ngàn. Sa quốc gia này phẩm ngàn, thì trong cái phẩm này có cái câu chuyện này thì tính ra có 120 tuổi, đâu tới phẩm ngàn, phải không? Rồi lưu lại câu hỏi này, chúng tôi bí không trả lời được. Có ai trả lời được không? Không nhận hỏi một câu thì thua liền. Rồi mời cô Tu Nữ Tự Duyên. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ kính chào đạo tràng. Dạ hồi nãy giờ thì con cũng ngồi trước máy, nhưng mà cũng có nhiều vị một năm mới chúc thọ, rồi chúc mừng tuổi, chúc những cái sự an lạc đến cho mọi người. Thì trước tiên hôm nay là ngày mùng 5, cũng là năm cũ sang năm mới, thì con kính chúc quý chư tôn đức tăng thứ nhất là được vạn sự cát tường, có nghĩa là luôn luôn suốt 2022 thì an lạc và có sức mạnh, sức khỏe để tiếp tu đến khi nào hơi thở cuối cùng mới hết học pháp. Và nhân dịp năm mới này thì con cũng xin chúc hết tất cả mọi người là vui xuân mới, đừng quên nhiệm vụ học pháp hàng ngày là nhiệm vụ của chúng ta. Cho nên thì qua câu Phật ngôn này thì con, cái vị này trên cái nick thì con không đọc được, nhưng mà hỏi thưa sư, tại sao phẩm này gọi là phẩm ngàn? Thì con cũng xin chia sẻ về câu Phật ngôn này. Ngày xưa hồi trước con cũng có nghe một vị đó hỏi quý Phật tử, nhưng mà con cũng có nghe ngài hỏi vậy chứ pháp thế gian quý vị á có cần hiểu không, có cần biết không? Thì có những người Phật tử nói dạ cần hiểu và cần biết, nhưng mà ngài hỏi đi hỏi lại lặp đi lặp lại ba lần. Có nghĩa là lặp đi lặp lại ba lần là có vấn đề. Thì có người trả lời là cần,
Còn có người thì Ngài hỏi hỏi đi hỏi lại nhưng mà vẫn lập luận không trả lời được. Thì Ngài mới nói như vậy thì cho Ngài nói được không? Thì quý Phật tử mới nói là như vậy thì thỉnh Ngài giải thích giùm. Thì Ngài mới nói rằng á, pháp can á thì có rất là nhiều, không thể hiểu nổi. Và mình hiểu những cái pháp nào mà mình chưa được hiểu, chưa được biết thì mình nên học. Có nghĩa là pháp thế gian nó nhiều thì mình không cần hiểu. Nhiều quá làm sao mình hiểu nổi pháp thế gian. Một người thì tánh dày, một người thì tánh khác. Mình hiểu, mình cần hiểu những cái pháp nào mà chưa được học thì mình nên học. Chẳng hạn như hôm nay câu pháp cú số 109 này mình đã chưa từng học thì hôm nay mình học. Xin cái nick này thì ngày mai thì ngày chủ nhật thì hỏi ngày Liễu Tông thì nó hợp lý hơn. Cho nên thì theo cái câu Phật ngôn này thì Đức Phật đã dạy. Nhưng mà dựa trên câu Phật ngôn này thì con xin chia sẻ cái những cái pháp nào mình chưa được học, cái pháp thực tính của pháp chân đế mình chưa học, hoặc là pháp xử lý mình chưa học thì mình nên học, mình nên tìm hiểu. Còn pháp thế gian thì mình không cần hiểu, mình không cần học, vì học nó cũng không có lợi ích gì cho mình hết đó. Vì mình nếu mình theo mà không đúng thì mình hướng tà, cái nghĩa là mình thấy sai mình chắc lầm, mình nói sai đi. Cho nên mình hiểu thì mình nên hiểu chân lý pháp, siêu lý pháp. Chẳng hạn như là Abhidhamma thì cái pháp thực tính của Abhidhamma đó là mình hiểu gì ở trong ta, rồi mình hiểu gì ở ngoài ta, rồi mình hiểu gì chung quanh của chúng ta, rồi mình hiểu gì, cái pháp gì để đưa đến chúng ta được an lạc thì mình nên học. Thì nhân dịp năm mới này thì con cũng kính chúc quý ngài, và con cũng xin tri ân ngài Trí Đức và thượng tọa Quán Không cùng quý tu nữ có thiện nam tín nữ ở trong râm Phật giáo Nam Truyền. Thì con có kính chúc một lời chúc đầu năm, đó là vui xuân mới đừng quên nhiệm vụ học pháp hàng ngày là nhiệm vụ của mỗi chúng ta. Dạ con kính tri ân, và con có nói sai xin ngài chỉnh sửa, và con đã thấy tín hiệu của ngài. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Xà thủ cô tu nữ tự nhiên ha. Năm mới thấy cô tu nữ tự nhiên nói chuyện cũng mới nha, mà giọng khàn khàn nha. Ba ngày Tết chắc cũng thuyết pháp dữ lắm hay sao mà giọng khàn khàn, mà cũng đặc biệt là huynh quang A Di Đà Phật rồi kìa, thấy không? Tức là cũng kết cô tu nữ tự nhiên một cái câu mà để gỡ rối cho chúng tôi. Đặt câu hỏi ngày mai nên đặt. Còn câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học. Kính lão đắc thọ, một câu nói của thế gian, nhưng mà thật sự ra ở đây tuyệt vời. Không phải là chỉ đắc thọ thôi, mà còn có sắc đẹp này, có sự an lạc, có sức mạnh. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Lốn phút rồi. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm.
để tự thành phúc quả rồi hỗ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiện, xin oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền được an lạc. Ê tê na sa cha wa chê na so thi vô hô tu sa ba đà. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ha. Yani taputani samagatani pummani vayani va antaleke sabbe vaputa sumana pavantu akho visakacchan sunantu pasitan tatma.